Xin chào tất cả các bạn. Như ra ngày hôm nay mình sẽ tô màu làm bài tuyết. Nên mình bắt đầu vào làm nhé. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ vẽ nàng bạch tuyết. Mình sẽ vẽ tóc nàng bạch tuyết màu... màu gì bây giờ nhỉ? Màu nâu đi. Không học bài à? Học luôn đi. Còn bờm tóc bạch tuyết thì mình sẽ vẽ màu màu hồng đi, màu hồng cho nó xinh xắn. Tô màu quả táo của bạch tuyết màu xanh màu đỏ đi, mình sẽ tô màu xanh và đỏ. Phối hai màu với nhau cho nó đẹp một xíu. Cái áo bạch tuyết thì tô màu gì đây nhỉ? Màu tím đi.
mình vẽ màu xanh đi cho nó đẹp. Gửi lên bàn chưa? Phủ với một ít màu đỏ cho nó, cho nó cháy, cháy như Free Fire. Tô cái này màu này đậm một xíu xíu, xíu xíu xíu. Phải tô màu da vào. Đâu, màu này là màu xanh. Đây là cái áo. Đây mới là màu da này. Lớp mày có ai nói được tiếng Anh kìa, à, tiếng Trung kìa. Hả? Alo. Ơ, Bạch Tuyết phải tô tóc màu đen chứ gì. Dạ. Tóc đen như gỗ mun mà Hiền. Chắc là like rồi, có like. Vẽ môi màu đỏ cho Bạch Tuyết. Đây. Ta-da, tranh của mình đã tô xong rồi.